Hello, xin kính chào các bạn. Mình đã tới được núi Sập. Núi Sập nằm ở trong cụm núi gồm có núi Nhỏ, núi Bà, núi Cậu, ở thuộc địa phận của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Từ Long Xuyên, chúng ta mất khoảng 40 phút đi men theo đường Hà Hoàng Hổ và thẳng đường 943. Chúng ta sẽ đi thẳng và gặp đường Trần Hưng Đạo. Khi đi vòng những cái công khai và bạn có thể hỏi những người dân xung quanh ở đây núi Sập. Chị nói cho hỏi cái đường mà mình đi lên núi Sập đi đường nào chị? Đi lên núi hả? Dạ dạ. Đi này thẳng ra nè, phải đầu chỗ lại gần cái quán cà phê á. Dạ. Thì lại hỏi người ta. Dạ. Ba người nhà thi đấu rồi chạy lên hả? Mấy chùa nó nằm đây rồi. À, dạ, dạ, đúng rồi. À, số nhà thi đấu á. Tới Trần Hưng Đạo là chúng ta rẽ trái vào. Đây là một con đường vòng quanh núi có tên là Nguyễn Thị Minh Khai. À, chắc nó đang ở cái độ nghỉ đúng không? Vâng. Đấu, ở Nguyễn Thị Minh Khai. Đường lên núi kìa. Đẹp quá trời vậy ta. Hoặc là bạn sẽ thấy được nhà thi đấu màu xanh, cạnh bên nhà thi đấu sẽ có đường hướng dẫn lên núi Sập. Thôi cảnh mình chút đấu hỏi người ta. Trên cái đường đi có những cái con dốc cao tạo cái cảm giác mình đang đi lên cái đỉnh núi rất là cao. Mình đi mình sẽ có thể đến thăm những cái ngôi chùa nhỏ ở xung quanh, và có những cái mình thấy có những cái di tích như là hang dơi, hang đá, xung quanh cũng có xây những cái chùa. Mình đứng ở trên đây mình sẽ nhìn thấy những cái cánh đồng xanh rộng trải dài, và có cái khu vực sông Thoại Hà, hoặc là mình ngắm cảnh để chiêm ngưỡng những sắc màu xanh của vùng đất Thoại Sơn. Phía trước mắt là đường dẫn lên núi Sập với đường dốc quanh co đặc trưng của núi đồi. Đường này rộng lớn đẹp, mất khoảng 10 phút chúng ta đi xe máy mình sẽ tới được bãi gửi xe. Mình sẽ tới được bãi gửi xe và từ đây mình sẽ đi bộ. Và ở đây người ta cũng xây cho mình một cầu thang bằng sắt để đi lên. Ta đã làm sẵn cho mình, cũng khá là dễ thương. Ngày xưa thì núi Sập có hình dáng giống như một con thỏ nằm ở bên bờ
cánh đồng lúa bạc ngàn. Theo thời gian cùng với quá trình khai thác đá thì nó khiến cho nhiều người nghĩ là nó bị đổ, cho nên được gọi tên là núi sập. Xung quanh núi sập thì mình sẽ nhìn thấy ba cái hồ lớn, nó rộng khoảng đâu 10 hecta đó. Đây chính là những cái hố mà ngày xưa người ta khai thác đá nhiều quá. Và bây giờ khi làm du lịch thì người ta dẫn nước vào biến thành một cái hồ. Trong đó hồ lớn và đẹp nhất là tên hồ Ông Thội, để tưởng nhớ đến công lao khai phá mảnh đất An Giang và kinh đào của ông Thoại Ngọc Hầu. Do đó khu du lịch này còn được gọi với cái tên khu du lịch Lòng Hồ Núi Sập hoặc là Hồ Ông Thoại. Còn bên đây là một cái cây đa rất là lớn. Nói chung mọi người lên tới đỉnh của núi Sập, mát gió, nó đẹp nha mọi người. Khi đến với Thoại Sơn của núi Sập là đến với vùng của miền Tây, nhưng điều đặc biệt khu vực này là có cả một cụm núi chứ không phải là dùng sông nước không mọi người. Để nó tuôn xuống tới đây rất là lớn. Tuy là ở dưới khu vực đồng bằng đang rất là nóng, nhưng mà lên đây thì mát. Nằm bao quanh núi Sập với những vẻ đẹp rất tự nhiên, cho đến những bàn tay của con người từ vô tình cho tới cố ý để tạo ra một cái vẻ đẹp như thế. Núi Sập của Thoại Sơn cũng lưu giữ những lịch sử và văn hóa, di chỉ khảo cổ của tiền nhân đi mở cõi ở đất phương Nam, gửi lại những tình cảm cho núi Sập. Và bây giờ mình lên xe và gồ máy để đến Châu Đốc của An Giang. Mình sẽ là đi qua làng của người Chăm tại Hòn Châu Phú, An Giang. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.